Xin chào, hôm nay mình không ăn và không nấu gì cả. Mình có một chiếc mic mới và muốn khai mic, mình muốn gửi đến các bạn một trích đoạn nhỏ trong Cốt Cách Mỹ Nhân đang được chuyển thể thành phim Châu Sinh Như Cố và Một Đời Một Kiếp. Các bạn nên xem nhé, xin mời cùng lắng nghe. Ngàn năm quạnh quẽ, xương trắng thành bùn, duy trì thời nghi là anh mong cầu. Kiếp trước chàng, một vương gia dốc lòng cống hiến cho đất nước, không phụ thiên hạ, chỉ phụ nàng. Còn nàng được hứa hôn với thái tử, nhưng lại đem lòng yêu chàng, một tình yêu sâu nặng, không nói thành lời. Nếu có kiếp sau, ta chẳng cần dung mạo này nữa, chỉ mong tiếp nối mối duyên với nàng. Kiếp này lại được gặp anh, dáng hình đổi khác thì đã sao, không nhớ cô cũng có sao. Chỉ cần được ở bên anh, cho dù phải đánh đổi tất cả, cô cũng không buông tay. Mỹ nhân có cốt cách, thế gian này rất khó tìm. Người có vẻ đẹp nội tâm thì không có nhan sắc bên ngoài. Một số người thì chỉ có diện mạo bên ngoài mà thiếu đi cốt cách bên trong. Đa số con người trên thế gian này tâm nhìn đều hạn hẹp, chỉ có thể thấy vẻ đẹp bên ngoài, không thể nhìn thấu phẩm chất, nhân cách bên trong. Nếu như ở hiện tại có một người vẫn mang theo ký ức của cả hai kiếp mà yêu bạn sâu nặng, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tình yêu của thời nghi dành cho Châu Sinh Thần là như thế. Nhưng anh đã quên cô từ lâu, phù sinh tựa mộng, vui được là bao. Cô và anh gặp nhau tại sân bay. Cô đã gọi anh lại với hình ảnh là một cô gái mang phong thái giản dị, giọng nói hớt ha hớt hải, dường như có chuyện đã lâu của hai người. Đôi mắt đen láy lấp lánh kia dường như thấu mọi sự, lặng lẽ rơi vào trong cô. Cô dè dặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh thực sự cự tuyệt. Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thật chậm, chậm vô cùng. Dường như chỉ cần anh cất tiếng cự tuyệt thôi, ngay lập tức nó sẽ ngừng đập. Em biết anh có ai không? Châu Sinh Thần, ngàn vạn lần xin đừng từ chối em. Ngàn vạn lần xin đừng từ chối em.